Xin chào tất cả các bạn, và chúng tôi đang có mặt ở tại Hà Giang, một vùng đất mà người dân ở đây trồng rất là nhiều những loại cam khác nhau. Ngày hôm nay ở trước mặt chúng tôi đây là chiếc máy bay phun thuốc trừ sâu MG1P sẽ giúp ích rất nhiều cho nhà nông trong việc phun thuốc bảo vệ thực vật cho những cây cam của mình. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc máy bay phun thuốc trừ sâu MG1P. Chiếc máy bay sẽ giúp cho nhà nông rất nhiều trong cái việc phun thuốc trừ sâu cũng như là tưới những cái cây trồng. Chiếc MG1P này sử dụng 8 động cơ không chổi than, vì vậy là cho độ bền rất cao. Cùng với đó là cánh carbon ép giúp cho máy bay giảm trọng lượng cũng như là tăng độ cứng cho chiếc cánh này. Chiếc MG1P của chúng ta sử dụng bình phun 10 lít ở dạng xương, vì vậy là chúng ta có thể tiết kiệm đến 70% lượng thuốc và 50% lượng nước. Bình phun 10 lít này của chúng ta giúp cho việc phun lên đến hơn 1 hecta. Vì vậy, bà con nông dân có thể tiết kiệm một khoản tiền rất lớn trong việc đầu tư mua thuốc bảo vệ thực vật. Đây là hệ thống camera FPV được tích hợp sẵn trên máy bay. Camera FPV này cho độ mở lên đến 123 độ, giúp cho người nông dân điều khiển từ xa một cách dễ dàng hơn và chính xác hơn. Đây là hệ thống radar của chiếc MG1P. Hệ thống này sẽ giúp cho máy bay của chúng ta nhận biết vật cản lên đến 15m, phanh lại khi bắt đầu cách vật cản 5m và dừng hẳn khi cách vật cản 2,5m. Ngoài ra, hệ thống radar này còn giúp cho chúng ta nhận biết được độ cao của máy bay so với thảm thực vật bên dưới, vì vậy giúp cho máy bay của chúng ta giữ khoảng cách so với cây trồng bên dưới. Chiếc máy bay của chúng ta sử dụng hệ thống 4 vòi phun xương cho độ tỏa tối đa lên đến 5m. Việc phun xương này sẽ giúp cho chiếc MG1P này phun thuốc và dính hẳn trên lá chứ không bị rửa trôi đi giống như các cách phun truyền thống thông thường. Hệ thống phần mềm điều khiển của DJI MG1P cho chúng ta 3 chế độ bay là chế độ thủ công, chế độ bắn thủ công và chế độ bay từ điểm A đến điểm B. Ngoài ra còn hỗ trợ cho chúng ta lưu lại những hành trình bay đã được định sẵn, giúp cho việc bay tại một địa điểm nhiều lần trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Và bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện một thử nghiệm nhỏ, đó là gắn giấy quỳ ở đây vào những táng lá bên dưới của cây cam để thử xem là chiếc MG1P này có thể phủ hết những cái tầng lá bên dưới hay không. Các bạn sẽ theo chân chúng tôi nhé.